ăn theo ngôi sao Hollywood, Thu Thủy ôm bầu vượt mặt khoe vẻ gợi cảm. Tuy đã bầu vượt mặt, Thu Thủy vẫn cuốn hút đến khó cưỡng trong bộ ảnh mới. Thu Thủy hóa nữ thần thiên nhiên khoe vẻ cuốn hút, gợi cảm. Mới đây, Thu Thủy cùng ông xã Kim Nguyễn và con trai Henry đã cùng nhau thực hiện một bộ ảnh mới. Đây là bộ ảnh mà nữ ca sĩ đã ấp ủ thực hiện nhiều tháng qua để kỷ niệm khoảng thời gian hạnh phúc mang bầu lần thứ hai. Thu Thủy chia sẻ cô muốn dành những điều đẹp nhất cho cô công chúa nhỏ của mình. Cô muốn lưu lại những hình ảnh này để con gái sau này có thể cảm nhận được bố mẹ và anh hai yêu thương bé như thế nào. Trong bộ ảnh lần này, Thu Thủy sẽ hóa thân thành một nữ thần thiên nhiên vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Cách đây nhiều tháng khi xem được bộ ảnh của Kylie Jenner, Thu Thủy đã rất thích thú và cô đã không ngại mượn ý tưởng này và biến hóa thêm để có những shoot hình thật ấn tượng cho riêng mình. Tuy nhiên, theo Thu Thủy cho biết, để hoàn thành bộ ảnh này, cô và ekip đã bàn bạc, lên ý tưởng và chuẩn bị rất nhiều thứ. Mái tóc dài hơn 1 mét là tóc thật và có giá trị 30 triệu đồng, Thu Thủy đã phải đặt gần mấy tháng trời mới có. Toàn bộ phần hoa tươi, rong rêu và cây cỏ bài trí cũng tiêu tốn đến 25 triệu, chưa kể đến phần phục trang. Có thể thấy Thu Thủy đã không ngại chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp nhất trong quá trình mang thai lần này. Thu Thủy cho biết thêm cô và cặp đôi phù thủy Quân Nguyễn và Pu Lê đã mất đến 8 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho phần make up và tạo hình tóc. Tiếp đó, sau nhiều giờ nằm la liệt dưới đất, quần áo thì khá ẩm ướt và thấm mệt. Nhưng khi hoàn thành, Thu Thủy và ekip vô cùng ưng ý với những tấm hình đã thực hiện. Bước qua một lần hôn nhân đổ vỡ rồi lại gặp sóng gió khi bước vào cuộc sống mới với người chồng trẻ, Thu Thủy đã có những lúc suy sụp nhưng vẫn kiên định vào lựa chọn của mình. Đây chục năm về trước, nhắc đến Thu Thủy là người ta nhớ ngay đến một cô ca sĩ hiện đại, gợi cảm, có trong tay những bản hit đình đám, cùng sự nghiệp solo đang trên con đường rộng mở, thăng tiến. Nói về Thu Thủy bây giờ, người ta lại hình dung về một người mẹ với nhiều nỗi đau trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Tưởng rằng đã có một câu chuyện cổ tích giữa đời thực, nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Thế nói năm 2019 là năm xảy ra nhiều thăng trầm nhất với Thu Thủy, khi tìm thấy một nửa của mình sau khoảng thời gian dài làm mẹ đơn thân, chạm tay đến hạnh phúc bằng một đám cưới ngôn tình. Nhưng cũng là năm cô phải đối mặt với scandal lớn nhất từ trước đến nay, lại xuất phát từ vấn đề riêng tư của gia đình. Kể từ ngày vụ lùm xùm diễn ra, Thu Thủy gần như chỉ giữ im lặng để sóng gió qua đi. Mãi tới mới đây, Thu Thủy mới chân thành trải lòng về thời gian khó khăn đó. Như trước đây Thủy chọn là mẹ đơn thân thì đó cũng là chuyện cá nhân, nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng sóng gió vừa qua ập đến gia đình thực sự là một cơn bão. Thủy cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng, nhỏ bé và chưa bao giờ gặp nhiều điều tiếng áp lực đến như vậy. Thủy đã khóc như một đứa bé, nhưng chính lúc đó Thủy lại càng trân trọng những người vẫn ở bên cạnh mình, dành nhiều sự an ủi cho mình và người đàn ông lúc đó ôm Thủy vào lòng dỗ dành, cho Thủy nhiều lời khuyên. Thủy tin lần này mình đã chọn đúng người, anh Kim đã mang lại cho Thủy nhiều hạnh phúc. Ở bên anh Kim, Thủy luôn có cảm giác được chở che và bảo bọc. Nữ ca sĩ nhớ lại tâm trạng của mình trong những ngày scandal bùng nổ. Thời điểm dư luận đang xôn xao, chỉ trích, cáo buộc, Thu Thủy chọn cách lui về làm một người mẹ, người vợ, âm thầm vun vén cho chồng con. Khi được hỏi có thay đổi thói quen sâu cuộc sống gia đình lên mạng xã hội sau sự cố này không, cô vẫn tự tin tuyên bố, tốt khoe, xấu che. Tại sao mình cứ phải chú ý đến những điều không hay về mình? Những người đã không hiểu mình thì làm gì họ cũng quy chụp điều đó là sai. Sai hay đúng là do bản thân mình biết. Nếu sai thì sửa, sửa để mình tiến bộ chứ không phải để chứng minh điều gì đó hay để làm hài lòng một ai đó. Thu Thủy khẳng định. Vượt qua một lần dông bão như thế, Thu Thủy thừa nhận vợ chồng cô đã có thêm bài học rất lớn để biết mình cần phải thay đổi thế nào trong cách nuôi dạy con trai và đón cô con gái tiếp theo. Với Thu Thủy, mọi sự cố trong cuộc sống là để giúp mình tiến bộ hơn. Không ngần ngại khẳng định, hiện tại trong mắt Henry, anh Kim là bố của bé. Thu Thủy tiết lộ con trai cô vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bố dưỡng dù trải qua chuyện không vui như vậy. Một đứa con nít sẽ luôn yêu mến những ai yêu thương nó thật sự. Con nít là vậy, yêu, ghét rõ ràng lắm, không đóng kịch được đâu. Thủy tin bé Henry thực sự xem Kim như bố ruột và dành hết mọi tình cảm cho anh ấy.
Không chỉ riêng Thủy mà bất cứ người phụ nữ nào quyết định đi thêm bước nữa đều suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Nhưng chính tình cảm và sự yêu thương của anh Kim dành cho cả hai mẹ con đã chinh phục Thủy. Cô tự tin chia sẻ: Thu Thủy của hiện tại đang vô cùng hài lòng với gia đình nhỏ của mình. Thường quyết tâm dứt áo ra đi và chấp nhận một người mẹ đơn thân. Nhưng không bao giờ Thu Thủy mong muốn những người phụ nữ khác cũng giống như mình. Bởi cô quan niệm điều tốt nhất nên làm là để cho con cái lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ.